Okay, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube ITB Club Channel đến với bản tin phiên trưa, phiên ngày 3 tháng 1 năm 2024. Chúng chị sẽ có những thông tin hữu ích trong cái phiên giao dịch phiên chiều anh chị nha. Anh chị xem video và bản tin thì nhớ để lại cho livestream, để lại cho video một like cũng như là một bình luận trái tim màu tím hoặc là các cái mã cổ phiếu anh chị quan tâm ở phần công chat nha, ở phần bình luận anh chị nha. Ok, cảm ơn anh chị rất nhiều. Rồi, ở trong thời điểm hiện tại thì anh chị thấy là VN Index mặc dù là chúng ta đang thấy nó có những vùng cân bằng và những sự mất cân bằng ở vùng 1111 và có những khả năng điều chỉnh rung lát vào lại khu vực này. Tuy nhiên, VN Index cũng đang cho những tín hiệu khá là tích cực trong khi sáng nay cũng còn những cái dịp gọi là kéo điểm tăng xanh khá là ổn như vậy. Thì với trạng thái hiện tại thì anh đọc anh chị nhau tư sẽ như thế nào để có thể có được những sự tối ưu nhất trong thời điểm hiện tại thì mời anh chị cùng đi vào trong cái video bản tin ngày hôm nay ha. chủ đề chúng ta sẽ là xanh thì canh chốt mà đỏ thì canh mua đỏ ha, sàn canh chốt đỏ canh mua, ok, rồi tổng hợp server về cái thông tin về thị trường trong phiên sáng một chút thì anh chị thấy là trong phiên sáng VN-Index đóng nến tại vùng 1 27 tăng 2.55 điểm so với phiên ngày hôm qua, với đầu rộng thị trường hiện tại đang nghiêng về các mã phiếu tăng 234 mã và các mã phiếu giảm thì có 192, các mã tham chiếu là 103, tổng giá gì, tổng giá trị giao dịch trong phiên sáng là hơn 6.500 tỷ và à, cái mức thanh khoản này cũng đang xem xem với phiên ngày hôm qua chị nha với cái thanh khoản này thì phiên sáng ngày hôm qua thì nó có một sự đột biến vào cuối phiên sáng gần cuối phiên sáng tự nhiên thì trong phiên hôm nay thì nó không có những sự đột biến như vậy thì cũng là điều bình thường à, ở khu vực này thì anh chị thấy là ngày hôm qua có sự tăng trưởng đến từ các mã phiếu của nhóm điện đúng không ạ có sự tăng trưởng do tác động của các mã phiếu nhóm điện ngày hôm nay thì thông tin đó nó tạm ổn rồi rồi và tác động vào chiều tăng thì anh chị thấy là sáng nay GVR đã có một trạng góp phần vào chiều tăng rất tốt ha có việc công banh cũng đang góp phần vào chiều tăng điểm BD, MWG, HBG, STB, OCB là những mã phiếu đang đóng góp vào chiều tăng. Rồi về chiều giảm thì anh chị thấy là có với IC này, BCM, SSB, VBB, VTC, TVB và FRT và FPT là những mã cổ phiếu đang góp phần một trong chiều giảm điểm. Về khối ngoại thì à, sáng nay đang duy trì một trạng thái mua rồng, ha, một trạng thái bán rồng. trăm à, bán rồng 428, giá trị bán thì 428 nhưng mà giá trị mua thì 303 do đó thì trên lệch là 125 à, giá trị bán rồng. Bán rất nhiều về chứng chỉ quỹ, bán SI, bán SHB, bán HBG và một số mã phiếu khác mua thì có mua lại VCB, mua lại Gx này, mua VHC, STB, VGCG và chứng chỉ quỹ một số mã cổ phiếu khác. Ok, đó là về những cái hoạt động cũng như là thông tin tổng hợp về thị trường trong phiên ha. Còn xét về mặt đồ thị thì anh chỉ thấy là VN Index trong phiên trong thời điểm ngày hôm nay đã đang trong một trạng thái tích lũy anh chị nha, trạng thái tích lũy và VN Index đang có tiếp cận về lại cái vùng kháng cự 1137 hỗ, hỗ trợ ngắn hạn của VN Index trong thời điểm hiện tại đó là vùng 1130 và hỗ trợ dài hơn đó là vùng 1110. Ok ha. Rồi, thì với trạng thái mà tích lũy ngắn như thế này thì VN Index sáng nay cũng đang duy trì một trạng thái khá ổn khi mà tiếp tục có những sự tăng điểm uh, trong cái xu hướng tăng và xu hướng tăng này vẫn đang là một cái xu hướng tăng yếu anh chị nha. Uh, khi nào xu hướng tăng này sẽ là một xu hướng tăng mạnh thì khi mà VN vượt qua được cái vùng 1137 Ok, rồi à, về ngắn hạn thì anh chị thấy là hiện tại VN đang cho một cái trạng thái tích lũy và duy trì được trên cái mức hỗ trợ quan trọng à, trong ngắn hạn ở đây 1130 và nếu mà trong phiên hôm nay và các phiên sắp tới nếu mà VN phá vỡ qua khỏi cái vùng hỗ trợ 1130 này thì đây sẽ là cái mức chặn lại ngắn hạn cho anh chị nhà đầu tư ha. Còn nếu mà trong phiên hôm nay và các phiên tới vẫn không có hồi hướng gì về việc phá vỡ đi cái vùng kháng cự của hỗ trợ này thì hoàn toàn bình đấy có những cái còi có thể tiếp tục quay trở lại vùng 1139 à, sai trong biên từ 1130 tới 1139 anh chị nha đó thì với cái vận động như vậy thì trong cái quá trình kéo lên các cái mạo phiếu mà chạm về những vùng kháng cự thì anh chị sẽ canh cái nhịp kéo xanh đó để mình chốt lời từng phần đối với các mạo phiếu đó để mình thu về cái số mua và khi mà nó có những trạng thái rung lắc điều chỉnh đỏ trở lại thì chúng ta sẽ mua trở lại đối với mã cổ phiếu đó. Đó là lý do vì sao hôm nay à, chia sẻ với anh chị đó là à, chúng ta sẽ canh mua khi đỏ và canh bán khi xanh. À, rồi, thì những cái điểm mua của Vernindex trong thời gian tới ở đâu thì chúng ta sẽ có những kịch bản như sau. Đầu tiên, nếu mà tích cực ha, nếu mà tích cực thì Vernindex sẽ có những cơ hội nó chạm về tới, quay trở lại cái vùng bên trên. Tức là vừa qua được vùng 1137, 1138 ở trên cuộc này và... À, tiếp tục tiến về những vùng cao hơn 1 150, thì đây sẽ là những điểm anh chị chốt ngắn và sau đó những cái nhịp mà nó kiểm tra lại cái vùng 1 137, tích lũy tốt trên vùng 1 137, sẽ là cái điểm để anh chị có thể mua lại các cái mã cổ phiếu của mình mua lại cái phần tỷ trọng mà chúng ta đã chốt còn trường hợp ít tiêu cực hơn là index phá vỡ đi vùng 1.130 và bắt đầu rung lắc về lại vùng 1.120 ở khu vực này và thậm chí có thể có những nhịp nhúng sâu về lại vùng 1111 111 1.110 ở đây thì đây sẽ là những điểm mà anh chị mua được cái vùng giá tốt đối với các mã phiếu của mình nha đó là những cái vị thế cũng như là những cái điểm mà chúng ta canh bán ở đâu và canh mua ở đâu. Rồi về các nhóm ngành thì anh chị thấy là trong phiên sáng này thì cái sự hoạt động vào cuối phiên sáng nó có một số tín hiệu tích cực đến từ các mặt cổ phiếu của nhóm chứng khoán khi mà một số mã cổ phiếu chứng khoán đã có những cái trạng thái quay xanh trở lại thì anh chị thấy là ví dụ trong thời điểm hiện tại Vindy cũng đang cho anh chị những vị thế có thể mua được và những vùng giá tốt mà mình có thể đặt mua đối với mặt cổ phiếu Vindy đó là vùng 21.5 do vậy anh chị có thể chia tỷ trọng từng phần qua khớp với Vindy trong cái vùng giá này rồi SI cũng tương tự anh chị ha SI cũng đang cho những vị thế mua từ cái vùng giá 32 rất là ổn thì anh chị có thể chia tỷ trọng mua ở trong khu vực này nha rồi SHS thì mình phải đợi những tín hiệu gọi là vượt qua được cái vùng tích lũy này thì mình mua vào nó sẽ ổn hơn còn nếu không thì phải chờ những cái điểm rung lắc hơn VX ít thì sau những phiên sau cái sự bán theo cái nhóm điện ngày hôm qua họ sinh thái của uh, ba mã cổ phiếu VX, GX và GC thì hôm nay đã có nhịp chuẩn lại quanh cái vùng hỗ trợ 16.3 và bắt đầu có những quá trình bật tăng trở lại khá ổn thì với trạng thái bật tăng như này thì tạm thời cái vùng 16.8 sẽ là cái vùng kháng cự tương đối đối với VX nha anh chị nha HCM thì vẫn đang neo định thì mã cổ phiếu này không có đi mua rồi rồi ở trong nhóm này thì anh chị thấy là về nhóm bông sản thì DG cũng đang cho những tín hiệu về lại những vùng mua thì quanh quanh 25.5 sẽ là những điểm giá rất tốt ha, 25.5 26. điểm mua ổn. Rồi DG DG thì quanh vùng giá 18.8 19 ha. Rồi có sell quanh vùng giá 22.5 22.6 ở đây. À, ở đây thì chúng ta sẽ còn có những cái mã cổ phiếu của họ nhà Vin. Những mã cổ phiếu này thì đã cập nhật với anh chị từ trước đó ở những video cũng như là những bản tin trước đó khi mà nó đang còn ở những cái vùng dưới 40 40.2 khu vực này. Và trong phiên ngày hôm nay nếu mà anh chị nào quan tâm về cái vị thế mua thì có thể canh những cái trạng thái rung lắc của VIN ở trong cái biên độ từ 42.6 cho tới 43 là mình có thể mua được ha. Rồi có với cũng vậy ha. VC cũng sẽ là những cái điểm mua rất là ổn đối với anh chị khi mà nó về lại gần vùng giá 43, 43.5. Rồi, à, trong một số nhóm khác thì liên tục cập nhật với anh chị trong những phiên vừa qua đó là mặt cổ phiếu DGW thì trong phiên hôm nay thì DGW đã có một trạng thái bật lên khá tốt rồi thì chúc mừng anh chị nhà tư nha. À, nếu mà anh chị muốn tham gia vị thế với mặt cổ phiếu này thì có thể canh những cái trạng thái rung lắc trở lại khoảng 52.5 52.6. Những điểm mua giá tốt thì đâu đó 51.8 51 8 51 51.6 ở đây nó đã qua rồi thì nếu mà nó có quay lại một lần nữa anh chị cứ mạnh dạn mà mua. Còn trường hợp mà à, chỉ rung lắc trở lại khoảng 52. 8, 53 gì đó thì anh chị có thể mua uh, quanh khu vực đó một phần ha. Rồi, uh, trong nhóm bán lẻ này thì còn có mã MWG thì cũng đang cho những vị thế bật tăng lại khá là tích cực ha. Và vị thế mà chúng ta chờ mua đối với MWG là quanh vùng 41.540 à uh, 2 nhưng trong thời điểm hiện tại thì nó về tới 41.9 như vậy anh chị nào đã khớp được thì ok nha. Rồi. Trong nhóm này thì còn lại một uh, trong nhóm bóng sẵn đạm ha trong nhóm đạm thì anh chị có thể chú ý vào mã cổ phiếu HDCM nhé DCM cũng là một cái mã cổ phiếu đang còn ở những cái vùng mua để anh chị có thể cân à, có thể tham gia được với thị trường và canh những nhịp rung lắc đó và mình hãy mua vào Ok, đó là về những cái mã cổ phiếu cũng như là về thị trường. Như vậy thì anh chị chú ý đối với thị trường trong thời điểm hiện tại cái việc mà kéo xanh lên là hoàn toàn có khả năng xảy ra bởi vì vẫn còn có cái cơ hội để có thể tăng điểm lên về cái vùng biên bên trên. Mặc dù bên dưới có những cái trạng thái mất cân bằng ở quanh vùng 1111 nhưng thị trường có thể chọn theo phương án đó là sideways up tích lũy up đi lên. Do vậy thì mình cứ canh cái nhịp mã cổ phiếu nào về tới vùng kháng cự anh chị chốt ngắn, mã cổ phiếu nào về lại hỗ trợ thì anh chị mua vào. À, như vậy thì nó sẽ tối ưu trong cái phần giao dịch ngắn hạn nha anh chị nha và bắt đầu sau những cái nhịp điều chỉnh sau đó thì chúng ta sẽ có thể mua vào các mã phiếu và nắm giữ cho một cái nhịp tăng dài tiếp theo chúc anh chị nhà đầu tư sẽ có được những vị thế giá tốt để có thể bán được cổ phiếu và những vị thế giá rẻ để mua lại cổ phiếu của mình hẹn à, lại anh chị trong những livestream cũng như là những video tiếp theo tư vấn đầu tư tư vấn danh mục tư vấn tài khoản liên hệ với em tỉnh qua số điện thoại 0987 98 1398